tôi trong hành trình kết nối những trái tim. Hãy trải nghiệm để thấy mình trưởng thành hơn. Hãy hòa mình và cùng nhau vượt qua gian khổ, cùng sẻ chia với người dân trong vùng còn nhiều khó khăn vất vả. Hãy tìm một nửa đích thực của bạn và cùng nhau trở về. Hãy bước xuân phố với nụ cười tươi dịu dàng, đón lấy nắng sớm chiều qua hàng cây buổi sáng. Buồn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người mà lòng ta. Hồi hồi mai, ngày ngủ chi. Và tất cả các bạn, để mở đầu chương trình tôi xin mời Lê Khánh. Lê Khánh xin được chào quý vị khán giả của chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim. Anh Xuân Bắc và Chí Thiện và các bạn ơi, tuần trước chúng ta đã bàn đến vấn đề là Masu sẽ bày tỏ thái độ gì đối với Seri, đúng không? Và hôm nay thì Khánh rất là hồi hộp không biết là anh ta sẽ làm gì. Đúng rồi, chúng ta cùng xem nha các bạn. Xin mời. Đây là những hình ảnh và diễn tiến tình cảm của 7 người trên chuyến xe ở số trước. Masu đã chính thức hướng tình cảm đến Seri trong khi Seri vẫn im lặng. Mưa và Mèo Tròn đang có ấn tượng tốt với Bột. Diễn giả và Rin vẫn đang dần dần tìm hiểu các cô gái và rất có thể với tình hình này không chỉ một mà đến hai câu chuyện tình tay ba sẽ có thể xảy ra. Tập 111, Phải Lòng. Sáng hôm sau, chuyến xe Hồng đưa 7 thành viên đến thăm hội người Việt Nam tại Phnom Penh. Tiền thân là Hội Kiều Bào Thủ đô Phnom Penh, thành lập ngày 30 tháng 4 năm 1988. Đây là tổ chức đại diện người Việt Nam tại Phnom Penh, chuyên đứng ra giải quyết những chuyện pháp lý, hỗ trợ những khó khăn đối với bà con từ ma chay cưới hỏi đến đời sống thường nhật. Đây cũng là một địa chỉ để không chỉ kiều bào sống tại địa phương, mà ngay cả những người Việt Nam sang Campuchia buôn bán, du lịch, nếu cần sự giúp đỡ đều có thể tìm đến. Sau khi nghe giới thiệu về tình hình đời sống của kiều bào tại Phnom Penh, 7 thành viên được các anh ở hội dẫn đến thăm một địa chỉ đặc biệt, rất cần đến sự giúp đỡ của chuyến xe Hồng. Trường hợp tình thương Jack Ongrecrom được một người kiều bào tốt bụng là ông Sáu Thà quyên góp xây nên từ hơn 20 năm trước. Qua năm tháng, cái lớp học xinh xắn như cái tủ kim ngày nào giờ đã xuống cấp trầm trọng. Tầng trệt tường loang lỗ, những tấm bạc lót trên trần rách nát. Những nơi được gọi là lớp học ở tầng trên còn tồi tàn hơn. Không đèn, không quạt, bảng mờ, vách gỗ mục nát. Bọn trẻ vẫn ngày ngày hào hứng nhặt từng con chữ trong cái tổ chim sơ sát ngột ngạt ấy. Còn người miệt mài bón từng con chữ cho lũ chim non ấy là cô giáo già này, với đàn con gồm 20 học sinh lớp 1, 22 học sinh lớp 2, 16 học sinh lớp 3, 20 học sinh lớp 4 và 2 em học sinh lớp 5. Trường dạy song song hai ngoại ngữ tiếng Việt Nam và tiếng Campuchia, để rồi các em lên cấp 2 sẽ học ở trường dạy tiếng Campuchia. Họ được đón tiếp bằng một liên khúc. Wow. Liên khúc, liên khúc. Bác thầy là đàn tiên hoang huy hoàng. Và 10 năm đấu tranh cùng đời làm non sông. 30 năm dân chủ cộng hòa ngàn ngành. Quang vinh quang năm. Muôn năm muôn năm. Muôn năm muôn năm. Giỏi quá. Nhưng mỗi lần hỏi là một câu trả lời ngược nhau thế này. Có được ăn kẹo thường không? Có. Ai có đặng mới cho nó ăn. Chưa có đâu. Em hỏi mà có không? Mà có mà hỏi có được không bán kẹo không thì không. Mấy em ở đây có hay đọc truyện không? Khiến người bối rối lại chính là chị Mèo. Mới lại là nóng. Trả lời là mấy chú mấy con chống mặt luôn. Masu lại phải ra tay. Con có chuyện cho anh ở nhà không? Có. Nhiều không? Nhiều. Trời ơi, xong rồi đó. Mẹ, cho chú đi. Bé ơi, bé có muốn là phòng học mình có quạt máy không? Có. Có đèn không? Có. Sau màn chào hỏi, giờ thì họ bắt tay vào việc khảo sát hiện trạng lớp học.
Diễn giả vẫn như mọi khi trịnh trọng và kỹ càng. Nước này mấy em là hùng tiền lại mua nè. Hùng tiền lại mỗi đứa mấy trăm, mấy chục gì đó mua cái hùng nước này 500. Cô giáo vô nghe ta hỏi có việc. Cô giáo nó rớt xuống thì cô lấy đồ cô chăm đỡ. Nó đừng có rớt, bé nó chơi đó, nó đừng có cát nó rớt. Mà lại này nó chật có bình dân tới đây thôi. Tại nó có nhiều chứ chật hết cũng được nha. Bye bye. Không, trước lại cái nè. Không cái lại nữa. Không cái nữa, không cái nữa. Lần này nhiệm vụ của các bạn là trong 3 ngày làm thế nào để có thể sửa sang lại lớp học cho các em. Một nhiệm vụ thật nặng nề, cả nhân lực, vật lực. Nhưng trước các tổ chim sơ sát này, không biết họ sẽ cố gắng được đến đâu. Cảm ơn đi. Trước khi bắt tay vào nhiệm vụ đầy khó khăn, buổi chiều hôm đó, 7 thành viên có một cuộc thi đi thăm và tìm hiểu về cuộc sống con người nơi đất nước Chùa Tháp. Và lần này, Visitor, như vậy, lại là người chủ trò. Họ sẽ chia thành 3 cặp và tự đi mà không có sự trợ giúp bất kỳ nào của chương trình. Như vậy là trong đây là có 4 số, số 1 đến số 4. Em số 1. Mình luôn là vị trí này nhỉ? Số 4. Số 2. Rồi số 1 chọn đi. Em sẽ chọn Siri. Em sẽ chọn bé mưa. Và em chọn mèo. Bạn diễn giả, chọn đi với đội nào? Còn trưởng nhóm, không được cô gái nào chọn, anh chàng quyết định bám theo mưa. Đi tìm hiểu thế này chắc chỉ có ở những thành viên Love Bus. Chị biết tiếng Việt không chị? Nhưng rồi Basu và Suri cũng gặp may. Chú ơi cho con hỏi đi chú. Cho con hỏi chùa vàng chùa bạc ở trong đó không chú? Chùa vàng chùa bạc á. Chùa vàng chùa bạc á. Trời ơi. Ở trong đó luôn hả chú? Mà giờ 4 giờ đóng cửa rồi. Đóng giờ vô. Không hiểu các nhà sư học sẽ nghĩ thế nào khi nghe điều này. Vậy là chùa vàng này có được Phật làm bằng vàng, còn chùa bạc này có được Phật làm bằng bạc không? Thì trong đó chùa bạc thì nấy này dạ. Ta làm bằng bạc. Ồ, chùa bạc này là bằng bạc, chùa vàng làm bằng vàng. À, chùa vàng là tượng Phật bằng vàng, còn chùa bạc là nên là bằng bạc. Bằng bạc. Dạ. Không vào được chùa vàng, chùa bạc lại là cơ hội để chàng Matsu bắt đầu tán tỉnh. Người ta nói đi mà trời mưa may mắn. Ừ. Hôm nay nó lãng mạn hả? Các nhà tâm lý sẽ nói gì về điều này? Trời ơi. Người ta nói người phụ nữ thông minh là người phụ nữ lâu lâu mới biết giả ngu với mặt người đàn ông. Vậy hả? Thật ra mà sẽ đi biết mà. À vậy cái người đàn ông mà ngu ngốc lúc nào phải thông minh với người bà hả? Không ai có thể hiểu ý nghĩa của câu danh ngôn này. Nhật ký đêm đó của Matsu đầy ấp cảm xúc. Đi cùng Seri, Matsu được che dù, đưa nước cho Seri uống, dắt Seri qua đường. Chà, người Matsu như thế nào đó. Lưng lưng một cảm xúc là lạ lắm. Matsu vui nhất chính là được nắm tay Seri. Một cái nắm tay thật chặt đã làm Matsu hạnh phúc lắm đó. Cung điện Hoàng gia Campuchia ở thủ đô Phnom Penh là một tổ hợp các tòa nhà nơi Hoàng gia Vương quốc Campuchia được xây dựng từ hơn một thế kỷ trước để phục vụ việc ăn ở, sinh hoạt của quốc vương, gia đình quốc vương và các quan khách nước ngoài. Nơi đây còn là nơi diễn ra các cuộc thiết triều, các nghi thức ngoại giao và lễ nghi hoàng gia. Tiếng Khmer gọi tên đầy đủ là Prayabhorom Rijevayan Chattomuk. Các vua Campuchia đã ở trong cung điện này kể từ ngày cung điện được xây dựng từ năm 1866, ngoài trừ có một thời kỳ gián đoạn khi đất nước này dưới quyền cai trị của Khmer Đỏ. Có lẽ hôm nay lại là một ngày không may của Rin. May mắn chọn được mưa nhưng lại bị dính theo cái đuôi, rồi cuối cùng cái đuôi biến thành nhân vật chính. Con mã. Chỉ những khi phải sử dụng đến tiếng Anh thì diễn giả mới chịu nhường diễn đàn cho Rin đôi phút. Excuse me, do you know the tourist company in there? Can you show me? Now I can you talk about the information about the palace? Oh, I don't know. Oh. Sorry, I don't know. Và cuối cùng thì bằng nhau hết. Sam. Ngồi ghế đi. Trời ơi, tốn thời gian lắm. Đâu có. Đâu. Mưa cũng phát hiện được một điểm rất quan trọng. Một người thì rất là chu đáo, anh diễn giả. Còn một bạn thì nói chung là tính tình rất là
có những cái suy nghĩ rất là tích cực, làm cho mình cảm thấy thoải mái khi ở cạnh là bạn Rin. Nhưng mà nếu có phần nhỉnh hơn thì em vẫn thích tính cách của Rin hơn. Anh Nhân Giả thì kinh tế quá, đôi khi thì nó theo khuôn khổ quá thì không hợp với tính của em. Kết luận lại là diễn giả đang rơi vào tình trạng ế. Chùa núi nằm trên một quả đồi nhỏ đánh dấu sự huyền bí của một truyền thuyết kể về nguồn gốc của sự hình thành thủ đô Phnom Penh. Vào những ngày Tết của người Trung Hoa và người Việt Nam, Wat Phnom là ngôi chùa có số người tập trung về dân hương đông nhất tại Phnom Penh. Cảnh đẹp, đi bộ bên nhau giữa trời mưa khá lãng mạn, nhưng câu chuyện tình cảm giữa hai người thì... Đúng không? Hiểu rồi. Một cũng tâm sự, nhưng chỉ là những chuyện... Tiếp xúc nhiều với bạn nữ hơn nữa. Thì nói chung là khi chắc chắn có cơ hội thì mình phải nắm lấy thôi, dùng đủ mọi cách để mà hòa nhập vào đã. Thì ra hôm đó mèo tròn đã ngộ một điều không biết nên vui hay buồn. Trong suốt thời gian tham quan với Bột mới phát hiện một điều: Bột không phải người mình tìm kiếm, hoặc ít nhất Bột và mình không hợp tính nhau. Tìm đường về khách sạn cũng là một thử thách không nhỏ. Có một nhận xét mà tôi cho rằng các bạn ở đây sẽ đồng ý. Đó là khi sang Campuchia, các bạn trong chuyến hành trình được ở khách sạn xịn hơn. Hả? Nếu lo thấy sao? Có thang máy và... Có thang máy cao đúng không? Rất là tốt, điều kiện tốt đúng không? Hay là tại vì bên đấy không có khách sạn kiểu như ở bên mình? Hay là tại vì có các bạn được phát tiền nhiều hơn? Ở đây có bạn nào khi rời hành trình rồi đầy nuối tiếc không? Có. Những ai? Là bạn nào? Vậy em đang có cái suy nghĩ là hình như anh Xuân Bắc đang có ý khơi gợi cái sự gọi là tiếc nuối trong những người cũ mình á. Thế tôi hỏi là có tiếc nuối không? Tiếc. Ai cũng tiếc. Hình như gì nữa, người ta khơi gợi một cách lộ liễu thế còn hình như. Bởi gì? Nói đầu tiên. Nói đầu tiên. Yeah. Có vẻ như đây là chàng trai hạnh phúc nhất hôm nay. Quá tốt, quá tuyệt vời. Em có thể nói rõ hơn được không? Chung là đi được một phần đường, đoạn đường đầu rồi. Còn một phần đoạn đường còn lại nữa. Nếu mà hoàn thành tốt thì có thể là một sự thành công rất lớn của Masu. Sau buổi chiều đi cùng mèo thì chàng trai Hà Nội quyết định. Chúng mình nói chuyện tí. Như thế nào? Câu chuyện của họ đúng là chẳng ra đầu chẳng ra cuối. Hết hồn, hồi nãy đó, hồi đó không biết là ai hết. Thay nhau đó. Cái gì? Cái gì? Hồi nãy trong phòng ba người thay nhau đó. Đồn cái gì? Thì đó không biết là ai. Lúc mà anh gõ cửa. Đoán. Tưởng thấy nhau đón. Nghe không ra cái gì. Thương cà phê không? Cà phê sữa má. Ừ, đi kiếm chỗ nào bán cà phê sữa đi. Trong lúc Bột và Mưa đi dạo thì những dòng tâm sự của Bột hôm đó lại khá phấn khởi. Dường như Mưa rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Mưa hỏi mình ra trường tính làm ở đâu, Sài Gòn hay Hà Nội. Chuyện này không phải đơn giản. Dạ, lúc ngay từ đầu thì em cũng nghĩ hết trong tất cả các bạn nam rồi. Thì em xác định là Bột là người em có cảm tình nhất. Nhưng mà sau đó lại nghĩ là Bột là ở trong miền Bắc, em là ở trong Nam nữa. Nên có lúc thì có phần là em dạng như cũng né Bột, tiếp xúc thì càng nhiều càng tốt. Như hồi nãy có đi lúc mà trò chuyện thì em cũng có hỏi Bột là về việc mà sau này đi làm, tại vì Bột cũng mới ra trường. Em có hỏi anh ấy là sẽ làm trong Nam hay trong Bắc, thì anh ấy cũng bảo là chưa biết,